Chúng tôi trở lại thăm căn nhà tình nghĩa mới được xây dựng xong vài tháng của bà Lê Thị Kiều Anh, ngụ ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi chiều mưa tầm tã. Trong một lần đi thăm gia đình chính sách trên địa bàn huyện, khi nghe tâm sự của bà Anh về căn nhà của bà đã xuống cấp trầm trọng, tường và cột bị nứt, trần nhà bị dột, cùng với ước nguyện được trúng số để sửa nhà. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng lập tức yêu cầu bí thư huyện ủy huyện Củ Chi Lê Minh Tấn nhanh chóng triển khai xây dựng nhà mới cho bà nghỉ ngơi. Đúng 3 ngày sau khi bí thư Thành ủy ghé thăm, ngôi nhà tình nghĩa của bà đã được khởi công. Việc thi công được tiến hành nhanh chóng, chỉ sau 2 tuần, căn nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, ngân sách huyện là 60 triệu, số còn lại do Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi đóng góp. Ngoài ra, chính quyền Củ Chi còn vận động kinh phí từ nhiều nơi để trang bị nội thất trong căn nhà cho bà Anh. Tính đến thời điểm này, bà đã chuyển sang ngôi nhà mới được hơn 2 tháng, không còn cảnh thấp thỏm vì sợ tường sập, mưa dột như mấy chục năm qua nữa. Bà dắt chúng tôi đi quanh nhà mới lẫn nhà cũ, bà còn kể về cuộc sống ở nhà mới, tường nhà được quét vôi như thế nào, gian bếp được bố trí ra sao. Buổi sáng 8 giờ, cái là vô cái rồi bắt thăm mới vô, mới hỏi mình có mơ ước gì không? Không có dám nói mơ ước gì, chỉ nói mơ ước cho trúng số để cho cắt cái nhà vậy thôi. Bắt thăm mới vô thấy nhà này là cắt hồi năm thứ hai, giờ xuống cắt trầm trọng, thôi giờ để làm cái nhà. Nói với ông Tấn bí thư làm lại cái nhà, thì mình thấy bất ngờ cho mình được làm cái gì nữa. Mình nói mình chưa trúng số, nhưng mà mình chưa trúng số là cái đó là bất ngờ, là trúng số. Dầu có tiền hay không tiền gì thì được cái nhà là thấy cũng mừng. Rời mái nhà ấm áp của bà Anh, chúng tôi tiếp tục ghé thăm nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em ở ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Con đường đất rẽ vào nhà mẹ dài khoảng 60m, rộng 2m7, đã được bê tông hóa và còn được lắp thêm 2 cây đèn đường. Mẹ kể, món quà của bí thư Đinh La Thăng là một sự bất ngờ lớn. Trước đó, khi bí thư hỏi ước muốn của mẹ là gì, mẹ chỉ cười mà không dám ước mong gì. Thế là khi đi ngang con đường đất vào nhà mẹ, thấy đường còn chưa được bê tông hóa, ông Thăng đã gọi chủ tịch xã đến chỉ đạo sớm làm đường bê tông để mẹ và gia đình được đi lại thuận tiện, tránh bất trắc xảy ra khi trời mưa, đường trơn trượt. Cái đường hở hẹp lắm, cỏ rác không à. Rồi sau này làm thì cũng ai cũng mừng hết. Giờ ai đi ngang họ cũng mừng cái đường. Như thế, nhà mẹ em đã có đường bê tông, bà Anh đã có ngôi nhà tình nghĩa, ai cũng ấm lòng bởi sự quan tâm sâu sát của người lãnh đạo thành phố.